đây thì được cũng được một mớ quắc anh em ơi. Đây. Mà nãy giờ quay kia không quay anh em xem được. Đây dính con quắc ở đây nè. Để ra gõ rồi quay cho anh em xem. Quắc treo cổ thì ớn không? Má. Em mới đánh một giấc lúc nào cũng hay luôn. Bữa nay sửa lưới sửa đồ đó, nói chung là ok rồi. Đâm là rụng. Đi lâu rồi coi cái mấy gà kia sao giờ nó tăng cái hỏng luôn rồi. À cái máy mà cầm cái hỏng luôn rồi. Ờ còn kêu mày hãy đi cỏ lúa vậy mới chừng thấy mẹ luôn rồi. Có đi mà mấy con gà nữa hả, chưa được mấy con gà mái. Người ta gỡ rồi, kệ cũng được, người ta gỡ được, người ta cho văn lưới rồi cũng ok. Là em không lên tôi không lên giường lưới luôn rồi. Nãy chỉnh xương quá một xương luôn em ơi. Nó nhìn nó giống dính con gì ngoài quá trời ơi. Trộm giữa đảo một xương nè. Để đi ngoài coi có dính con gì không, sẵn vũ lưới luôn. Quá tròn một xương luôn à. Chứ em đánh cò mày ngoài cũng được ngớ cò rồi. À, cái đài cũng như đài đây anh biết rồi, cái đài lưới vẫn mà gớm đó. Nhưng còn mày nói gì chạy hết. Em mới làm đánh xong một giấc khỏe. Vậy hôm qua là lo bấy vũ lưới nè, đi về cái đầu. Rồi để em đi vũ lưới cho đỡ mùa sương rồi, hỏi gì quay anh em xem thêm ha. Thôi cả đêm cuối cùng cũng dính được ra nước anh em. Hài vãi. Nè. Dính được con gà nước con. Bà mẹ nó gà nhỏ hơn quắc nữa. Cái nè. Hết sức anh dính ra lưới 6 phải em thôi cò nè. Tới lưới này quá tệ, không phải là quá tệ mà là dân ra lưới quá ngu rồi.
hôm qua mới cải thiện được tấm lưới bên kia, thì bên chim nó đâm là không chịu phát nào, quắt đâm là không chịu phát nào. Để gửi con yêu nghiệt này ra coi. Lưới 6 phân mà lọt đầu lọt dòi tùm lum tà lá cho anh em biết rồi. Quay cái này nó khó quay quá anh em ơi. Để em tắt máy em quay, gửi xong cái này là thu xếp đồ vô cho anh em xem. Chứ quay mà khó quay một chết luôn. Em ngậm bằng cái miệng quay á, ngậm cái điện thoại trên cái miệng quay á. Thôi để sao gửi xong đi quay anh em xem ha. Chứ coi thành quả nhiều, chứ coi bữa nay cái ngu cái khôn của ngày hôm nay. Đây thành quả anh em ơi. Quay anh em xem cho đỡ buồn. Đây, giặt, ngồi lên cái... rồi chết mẹ rồi. Hên. Tới đâu mà ngồi lên cái chân mi phin chứ. Bữa nay có cái ngu của ngày hôm nay anh em. Cò dính đầu hồi tối dính đâu tầm chục con cò vậy á. Nó rớt cái đồng, nó ngạt cái đồng chứ. Mà có ấy đâu. À, được hai con là trời trời nè. Dưới đây mới nè. Còn cái túi nào mà cột có một vòng à, không cột hai vòng, không ai hai vòng. Cái em treo cái cây á, cái nó phá chui ra trơn, còn được hai con trong túi à. Cái chục con còn được hai con. Trời ơi trời nó tức gì đâu. Hồi sáng dính thêm được mấy con nè, 1 2 3 4 dính thêm 4 con nữa được 6 con thôi, được chục mấy con còi. Ừ, gỡ gạt được tiền mua được có hút hút rồi. Quắt sáng về mấy con nữa bây giờ trễ quá. Là thấy lưới nó lạng né, lạng né, lạng né. Tấm lưới ngày qua là em tức quá, em qua clip anh em xem đó, em tức quá trời tức rồi. Tức quá tức rồi đi mua mấy cái đại khác thay vô, bữa nay là đâm là không chịu phát nào. Đâm phát nào là đâm phát mấy. Ít ra phải vậy chứ. Mẹ tấm lưới này mà sẽ chim ơi, tấm lưới nào dính. Dăng lưới này đã biết bao lâu rồi cho nên biết ý tấm lưới rồi. Còn bữa nay là giờ điếm chim nè, 1 quắc. 2 quắc. 3 quắc. 4 5. Sáu bảy quắc, bảy quắc được được một bảy quắc em ơi, là không chịu phát nào luôn á. Đây tiếp thò lò thì đa số là mặt lem nhiều nè, mặt lem nè, mặt lem nè, con này thì khỏi phải nói luôn, lem nè anh em nè. Con này chắc trước ta con này già nè, con này già nè, lem chung là toàn bộ là mặt lem hết á. Có một con già mà thì mặt lem là nó đi mạnh rồi đó thì mới có chim nè. Như cò đâu được một ít nữa. Đây. Mấy yêu nghiệt này như 7 con quắc đi, như 50 ngàn con đi. 50 thì 7 5 35 chứ con này 50 đi là 400. Như còn tiền có mấy con cò là tiền mua chầu ăn. Không tính đi. Bán được tiền á, tiền không hết chứ không phải giỡn đâu. Không. Bán không có tiền là em không ra tấm lưới đó đâu. Không có bán á. Con mấy con gà mái mà con gà mái mà con gà mái nít nữa cũng bày đặt ba ba dính lưới nữa cái ghét. Tôi gọi lông lá rồi sao chỗ mã rồi ra chưa, trời ơi coi đẻ lưới nào chưa, tôi coi coi gì đâu sao mà hỏi chằng quạt hả, trời cái hán hỏi chằng quạt. Trời ơi trời, mày có làm bậy bạ gì không, tôi coi thánh thằng ô trời. Cái xương chậu mà nhát con ta cái vô vừa luôn trời. Con chim bay lớn này xương chậu nhát con ta cái vô vừa luôn rồi. Ông nội này ông đẻ dữ lắm hả trời, đập máy dữ lắm hả trời. Coi nè. Mấy con quắc này coi coi. Quắc con ta nhỏ xíu mà. Ông cố này ông có đẻ chưa mà, ông có đẻ chưa mà sao xương chậu gớm đi. Coi nè, nhát con ta cái vô vừa luôn á. Làm như con cúm đúng trống nào, cái hàng khủng lắm hả gì. Cái hàng khủng lắm hả gì đâu mà làm cái ghê vậy.
Đó, được như đây. Rồi, thì anh quay cho anh em xem lưới nè. Nè lưới nè anh em, ồ giờ nắng lên hết thấy rồi. Để lấy nét lại kìa. Đó, thấy không? Anh em thấy tấm lưới là tít thò lò không? Quay xuống chắc thấy á. Nè. Thấy không? Mấy dàn tấm lưới là tít thò lò không nè, đẹp ghê không? Nó đâm vô là lụm, đâm vô lụm không trượt phát nào. Chứ không phải như ngày hồi bữa đâm rụng lên rụng xuống thấy ghét. Đó, thì thành quả bữa nay thì được bao nhiêu đây? À. Có tiền sống lại rồi, anh Nam sống lại rồi. Chứ hôm nay là beo đầu hết trơn, đói beo đầu. Chiều nay là lấy tấm lưới ra nữa là một cái đường dài là quất từ cái chòi em nè anh em. Chắc dàn tấm lưới cầm thì nó tàu cầm chỗ cái cây này nè. Tầm cái cây này dài lỡ đằng chiếc xe đó á, dài dài đằng hàng chuối đó á thì nó ra được nhiêu được, mà cầm bên đây nè. Cầm bên đây là dài đắng. Bờ bên chỗ cái chân quay phim nè, dài lỡ đằng đắng luôn. Rồi ra chặt cỏ chặt gác, giờ là tranh thủ giết xiết đằng đây về nhà. Chặt cỏ chặt gác đồ làm đồ này kia kia nọ các thứ đồ linh tinh lật chặt. Ừ. Về. Nó còn còn cái bao lưới của anh lưới bảy chim Lâm Đồng dục ở đây nè, dục mà không, ta không thèm lấy luôn. Đó. Thì bữa nay dăng được mấy cái chỗ này cũng được, nhưng mà chỗ xấu xấu mà cũng làm được. Ở nguyên cái bờ cơ bờ này chỉ được một bờ là như đây để đánh chích thôi nè. Bây giờ chiều nay ra là em sẽ bớt một mấy gà, lấy mấy gà lên đánh chích đó, vừa là máy đánh 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 gà chứ không nước trắng trắng nè. 3.000 tết 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 làm beng lụm gạo, vậy là vui, không có đòi gì nữa hơn á. Rồi thôi tạm biệt anh em ha, gom đồ về tranh thủ về coi làm clip lên cho anh em coi giải trí cho vui. Mấy anh em bữa nay chắc trúng mánh rồi, em thì cứ bồng bòn miền Nam thì cứ bồng bòn như đây thôi. Miền Nam chim hết rồi, đi về miền miền Trung hết rồi, đi về cái miệt mà Khánh Hòa Nha Trang rồi. Mấy anh em Khánh Hòa Nha Trang Quảng Nam rồi, mấy anh em chắc nổ to rồi. Mấy anh em trong đây thì mớm rồi, bữa hổm thì nghe anh em miền Nam gáy, bây giờ nghe miền Trung gáy lại, ít bữa thì về tới Bắc rồi. Miền Bắc thì ra gặp anh em ngoài miền Bắc thổi lưới thì thôi đi kinh, gặp ông ấy là khóc luôn. Rớt xuống là chết, chạy đường nào. Rồi thôi tạm biệt anh em ha.